chiều ơi, nắng chiều dần buông khắp nơi. Chiều ơi, nắng chiều dần buông khắp nơi, từng bầy chim tung cánh bay về cuối trời. Một đàn một đồng ngồi vắt véo trên mình trâu, nâng tiếng tiêu sầu hòa nhịp theo câu hát đưa duyên. Đồng ruộng mênh mông, nắng mưa cùng nhau gớm cồng. Một dòng sông nước xuôi ngược hai mái dèo. Tình mình tuy nghèo mà mơ ước tác càng miền đông. Thương mến thêm mặn nồng, chờ ngày mai cây lúa đơm bồng. Yêu nhau xây đắp mộng mãi sau, bên mái nhà tranh một hàng dừa cao soi bóng bờ ao. Đây nắng đẹp quê ta, đây mối tình nở hoa, vang tiếng cười gần xa, lòng người phơi phới nắng mưa chan hòa. Em này em đi dỡ cái lưới nữa chặn vào cái cống, mùa này chắc cũng chả có cá. Này ở trên núi đôi gái trai cùng nhau ước thề, lúa này nó cao quá, gió lại nó bị ngã. Lúa này là lúa đặc sản như bức tranh tuyệt vời, quê nó ấm muôn đời cái chùa này. Tranh tuyệt vời đồng quê nó ấm muôn đời. Cống
này nó cao cả mét, mét mấy. Gió tới nó ngã. Này gỗ bị ngã. Đây là một bậc thang. Nâng tiếng tiêu sầu, hòa nhịp theo câu hát đưa duyên. Đồng ruộng mênh mông, nắng mưa cùng nhau gớm con. Một dòng sông nước xuôi ngược hai mái dèo. Tình mình tuy nghèo mà mơ ước tác càng biển đông, thương mến thêm măng nồng, chờ ngày mai cây lúa đơm bông. Cây núi nữa, cây lúa này nghe cao dễ sợ luôn. Xây đắp mộng mãi sâu, bên cao cỡ thước mấy chút, tức hủi. Các bạn coi cây lúa thằng Năm, cái cây lúa đặc sản này nè. Cái độ cao của nó là khác nhau, nhìn trời nhìn. Ở phía bên tay trái là lúa thằng Năm. Còn bên tay phải là lúa đặc sản. Lúa thằng Năm thì sau 3 tháng là thu hoạch, còn lúa đặc sản thì tới 6 tháng. Nó cao khác nhau. Để ở trên núi mà nó có một cái dũng nước này nè, gọi là cái ao đi, thì là bà con người ta ở đây người ta tận dụng, người ta xài đó. Có người thì người ta tắm bò, có người ta đi rửa này rửa nọ. Còn này bà rửa chiếu với rửa tấm bạc của bà. Nhưng mà ở đây là nó là một cái dũng nước thôi. Cái miếng ruộng chỗ này nó sâu, mình thử ra nước ở trên kia nó đổ xuống bao nhiêu là nó vô đây hết. Chỗ này nó đất nó trũng, nước ở trên núi nó chảy về đây, chảy về nó động chỗ này thành cái ao. Người ta đang nuôi bò, người ta nuôi trắng bò, người ta đem ra đây là nó tắm đi. Giang tiếng cười gần xa, lòng người phơi phới nắng mưa chan hòa. Đường chiều bờ đê, lúa vàng ta gánh về. Vợ chồng quê, đôi gái trai cùng nhau ước thề. Gia đình vui vầy, niềm hạnh phúc đến tận trời mây. Như bức tranh tuyệt vời, quê nó ấm muôn đời. Tranh tuyệt vời đồng quê nó.
là cây rau muống, thì nó trổ bông. Có mùa cá rẻ đó bà con ta mua về là thôi, nó vui lòng khô, có này là khô cơ tạch. Mấy cái rổ rau phơi khô cá trạch mấy hôm nay cũng rẻ nhiều, mà rẻ nên tao mua về tao làm khô tao để đó, tới mùa không có cá mùa khô cái tao đem khô này tao ăn lại. Đi đâu cũng thấy rau phơi khô ấy. Đâu rồi không, cái lúa này là lúa đặc sản không hiểu hiểu. Con đường này cỡ này trở lên là bắt đầu đẹp rồi đó, lúa nó mọc nó ra bông rồi nè, cỡ nửa tháng nữa là có lúa chín rồi. Con đường này coi như là con đường người ta đi lên rẫy, cái này nó chạy vô tới đụng chân núi ở trong kia luôn. Có lúa chín nè, ta đang gặt nè, cái này gặt thủ công luôn, gặt bằng tay luôn. Tay gặt kiểu này người ta gặt mớ gì cái người ta đem về nhà người ta đập, cái ta lấy rơm cho bò ăn. Lúa này là lúa thằng nông là mới chín sớm, chứ lúa nàng nhan lúa đặc sản là tới Tết mới có. Cái ruộng này là ruộng trồng khoai lang, cái ông này ông đang làm đó là nó kêu lớp à, tại vì trồng khoai lang là nó dây nó bò ra à, mà nếu mà mình không dỡ nó, hay dỡ mấy cái dây nó lên đó thì nó sẽ bám rễ xuống, thì nó ảnh hưởng tới việc cho năng suất cái là cũ. Mình thử là phải dỡ mấy cọng dây này lên, đừng để cho nó tiếp xúc với đất, đặng nó dồn về cái rễ cái ở lúc mà mình trồng á, nó dồn về rễ cái để nó cho ra củ. Nếu mà mình để nó bò vậy nó tốt cây nhưng mà nó không tốt củ.